Khu kinh tế Đông Nam của tỉnh Quảng Trị có 23.000 hecta. Đây là nơi dự trữ 50% khoáng sản cát trắng của quốc gia và từ lâu đã xảy ra tình trạng khai thác cát trái phép. Lợi dụng những cái khu vực rừng tràm mà ở xã dân cư thì nhiều đối tượng đã dùng các cái loại phương tiện xe múc và xe tải đến để mà lấy đi một cái khối lượng cát rất lớn, để lại hiện trường ngổn ngang như thế này. Tình trạng khai thác cát xảy ra nhiều ở xã Triều Trạch, huyện Triều Phong, tỉnh Quảng Trị. Bên con đường trục dọc thảm nhựa, một số địa điểm đã bị trốn đi lớp cát trắng ở bề mặt. Cơ quan chức năng đã kiểm tra, bắt quả tang được một số đối tượng, nhưng mức xử phạt nhẹ nên tình trạng khai thác cát vẫn diễn ra. Người dân cũng lén lút vào những cái giờ ngoài giờ hành chính rồi là để mà tránh cái lực lượng kiểm tra để mà khai thác. Thế nên họ làm cũng không nhiều nhưng mà vẫn còn diễn ra trong cái thời gian vừa qua. Không chỉ ở xã Triều Trạch, tình trạng khai thác cát trắng còn diễn ra ở các xã khác của huyện Triều Phong và huyện Hải Lăng. Các vụ khai thác cát trắng diễn ra nhỏ lẻ nhưng xảy ra nhan nhản. Cần phải nghiên cứu các cái cơ chế chính sách phù hợp để giúp cho người dân có thể đáp ứng được cái nhu cầu về dân sinh. Mà để làm được việc này thì chúng ta cần phải có các cái chuyên đề để thống kê về nhu cầu sử dụng cát dân sinh từ cấp xã trở lên và có những cái đề xuất phù hợp để nghiên cứu các cái cơ chế chính sách. Từ đó chúng ta có thể làm giảm bớt cái việc là có nhu cầu nhưng mà không đáp ứng được. Chính vì thế nó xảy ra cái nạn cát tặc. Trước phản ánh về tình trạng khai thác cát trắng trái phép trong khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia, Cục Khoáng sản đã yêu cầu cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị kiểm tra, rà soát và xử lý theo đúng quy định của pháp luật, tăng cường công tác bảo vệ khoáng sản chưa khai thác, không để tái diễn.